Còn bây giờ sẽ là thời tiết nông vụ. Tại tỉnh Hà Tĩnh thì hiện nay ghi nhận hơn 1.000 con trâu bò bị viêm da nổi cục. Nguyên nhân được xác định là một phần do thời tiết liên tục có mưa ẩm ở khu vực này. Vậy thì chị Thùy Vi có thể cho chúng tôi thông tin cụ thể hơn được không ạ? Vâng, thời tiết ấm lên, độ ẩm không khí cao đang tạo điều kiện cho côn trùng phát triển, mang các mầm bệnh dễ lây lan. Có thể kể đến như là bệnh viêm da nổi cục ở trên trâu bò. Đáng chú ý là bệnh này vẫn chưa có thuốc điều trị nên công tác dập dịch vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Mà thời tiết Hà Tĩnh dự báo là còn ấm và ẩm trong ngày hôm nay và 2 ngày tới. Buổi sáng thì trời có sương ẩm, đến trưa chiều thì trời có nắng và nhiệt độ tăng lên nhanh từ 27 tới 28 độ. Khả năng là phải đến chủ nhật tuần này có không khí lạnh về trời mới chuyển se lạnh, nhiệt độ hạ xuống từ 21 tới 24 độ. Trước diễn biến thời tiết còn bất lợi, dịch bệnh có nguy cơ lây lan trên diện rộng do mầm bệnh đã phát tán ở nhiều địa phương. Chuyên gia Hạ Thí Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia gửi đến bà con một số biện pháp phòng trừ bệnh như sau. Nghiêm cấm vận chuyển trâu bò từ vùng có dịch, diệt côn trùng, ve, mỏng trên thân gia súc, chuồng nuôi và bãi chăn thả. Thường xuyên tiêu độc khử trùng chuồng nuôi. Tiêm phòng vaccine bệnh viêm da nổi cục theo hướng dẫn của cơ quan thú y. Thông báo cho cơ quan thú y khi phát hiện bệnh. Chuyển sang thông tin dự báo thời tiết cho một số vùng chuyên canh nông nghiệp khác. Ở đồng bằng sông Hồng, 2 ngày tới trời có nắng ấm, nhiệt độ cao nhất 24 đến 28 độ. Đến chủ nhật không khí lạnh xuống, trời chuyển mưa lạnh, nhiệt độ giảm xuống từ 19 tới 23 độ. Sau đó sẽ giảm mưa và duy trì tiết trời se lạnh trong khoảng từ 2 tới 3 ngày. Ở miền Đông Nam Bộ dự báo 7 ngày tới nắng nóng sẽ giảm bớt, không còn nơi nào nắng gắt 36-37 độ. Nhiệt độ phổ biến từ 33 đến 35 độ. Trong đó, số điểm nắng nóng 35 độ chỉ còn cục bộ. Như vậy là thời tiết ở khu vực Bắc miền Trung sẽ còn duy trì trạng thái ấm và ẩm trong ngày hôm nay và 2 ngày tới. Bà con hãy tham khảo những biện pháp mà chuyên gia của chương trình đã đưa ra để phòng trừ bệnh cho trâu bò của mình. Chúc bà con một ngày làm việc suôn sẻ và thuận lợi. Vâng, cảm ơn biên tập viên Thùy Vi đã mang đến nhiều thông tin thời tiết hữu ích cho bà con nông dân.